Đạo diễn Quách Bảo Sương, Lưu Quyên. Biên kịch Lưu Thụ Sinh. Chế tác Triệu Thục Anh. Với sự tham gia của các diễn viên Đoàn Dịch Hoành trong vai Dương Thiền, Thích Di trong vai Kim Thục, Tổ Phong trong vai Kiến Du, Từ Kỳ Văn trong vai Hằng Nga, Nghe Đại Học trong vai Sở Dương, Phòng Tử Bân trong vai Ngụy Huệ Dương, Trương Chí Trung trong vai Sử Thái Hạo, Lưu Đống trong vai Hàn Dương, Mã Nham trong vai Hiếu Công, Lưu Tiếu trong vai Cơ Trình, Ngụy Chấn trong vai Hứa Qua, cùng một số diễn viên khác. Phim Quỷ Cốc Tử. Tập 47. Không hiểu sao tôi nhìn ngài luôn có vẻ buồn như vậy. Người ta nói đau thương nó phải trải qua tới mấy giai đoạn. Ban đầu chúng ta sẽ tự nói với chính mình tất cả mọi chuyện không phải sự thật. Sau đó sẽ cảm thấy tức giận, bởi vì ngài không thể ngăn cản bi kịch xảy ra. Tiếp tới, chúng ta sẽ đau khổ cầu xin ông trời, cam lòng chấp nhận người chịu đau khổ là chính bản thân mình. Cuối cùng, cảm thấy chán nản, vì bản thân ngài biết, cho dù có cố gắng như thế nào, thì cũng không thể cứu vãn được kết cục cuối cùng. Tướng quân, có phải ngài đã từng trải qua quá trình như vậy không? Cảm thấy chán nản, xem ra không phải là kết cục cuối cùng. Trả thù mới chính là kết cục cuối cùng. Ta biết rõ đây là điều mà nàng muốn làm nhất. Điều gì ta cũng có thể cho nàng, cho dù là tính mạng của ta. Nhưng mà ta không muốn thấy nàng tự hại bản thân mình. Người im đi! Người đã khiến cho ta sống không bằng chết là ngươi. Ta đã khiến cho nàng đau khổ tới vậy hay sao? Ta đã rất cố gắng cho nàng tự do mà nàng muốn mà. Người đã cho ta tự do sao? Người đã cho ta một thân phận tự do, nhưng hủy hoại sự tự do lựa chọn tình yêu của ta. Người không phải cho ta sự tự do, mà người muốn ta cảm kích ân huệ của ngươi, mãi mãi trở thành nô lệ của ngươi. Trí Nhi, nàng biết rõ điều ta cần không phải là cái này. Thậm chí ta cũng không cần nàng yêu ta. Ta chỉ muốn được bảo vệ nàng, khiến cho nàng cảm thấy vui vẻ mà thôi. Cơ Nguyên Bá, cuối cùng thì ngươi là người như thế nào? Tại sao ngươi lại như vậy? Tại sao chứ? Ngươi đã cứu ta, nhưng mà ngươi lại hủy hoại ta. Ngươi cho ta hy vọng, nhưng mà chính tay ngươi lại hủy hoại nó. Ngươi luôn miệng nói là rất yêu mẫu thân ngươi, nhưng mà ngươi lại bảo vệ chế độ nô dịch đã hại mẫu thân của ngươi. Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao vậy? Ta không biết là nên yêu ngươi hay hận ngươi nữa. Ta không biết cuối cùng thì ngươi là người như thế nào. Nàng hỏi ta là một người như thế nào à?
Thật ra ta chỉ là một người rất tội nghiệp. Tình yêu trong lòng ta không nơi để đặt. Ta muốn bảo vệ mẫu thân của mình, nhưng mà ta không làm được. Ta muốn bảo vệ phụ thân của mình, nhưng ông ấy không cần ta. Ta cho rằng nàng là người sẽ chấp nhận tình yêu của ta, nhưng mà ta sai rồi. Nàng đã giúp ta nhìn rõ bản thân mình. Trong lòng ta không có tình yêu, chỉ có thù hận thôi. Nàng không còn là trí nhi của ta. Nàng không còn là trí nhi trong lòng ta nữa rồi. Sở Dương qua đời, hiện giờ các chư hầu chỉ còn một mình Ngụy Dương là lớn mạnh. Cơ Mẫn bây giờ cuối cùng đã tới lúc hai chúng ta chơi cờ với nhau rồi. Cái Dương đỉnh đó không phải người luôn muốn có hay sao? Vậy thì được rồi, bây giờ ta sẽ giao nó cho ngươi. Chu Thiên Tử nghiệp dĩ chiếu cáo thiên hạ, muốn đem Dương Đỉnh tặng cho Ngụy Dương. Thiên Tử hạ chiếu cho mời Ngụy Dương tiến tới Chu Đô tham gia đại điển nghênh đỉnh. Thiên Tử tặng đỉnh, điều này tượng trưng cho sự thay đổi quyền lực giữa bảy nước, vinh quang hiển hách. Nhưng chuyến này là lành hay dữ, Ngụy Dương vẫn đang suy nghĩ. Hiếu công, Chu Dương đã phát thiếp mời tới, muốn bổn Dương tới Chu Đô nghênh đỉnh. Sở Dương vừa chết, nếu như giao đại đỉnh cho ta, nó tượng trưng cho bổn Dương đây thực sự đúng nghĩa là bá chủ của bảy nước. Trung thần chúc mừng Ngụy Dương, Thiên Tử tặng đỉnh chiếu cáo chư hầu, chuyện này vô cùng vinh dự. Nếu vậy Hiếu công, bổn Dương nên đi tới đó hay là không nên đi đây hả? Đương nhiên nên đi rồi, đi đúng là một chuyện tốt ở trên đời. Bây giờ đúng là giai đoạn tuyệt vời. Sở Dương chết rồi, chúng ta dường như không có đối thủ, nhưng lúc này đối thủ của chúng ta còn lớn hơn Sở Dương nhiều. Còn Chu Dương hiện đang lôi kéo nước Sở và nước Hàn. Chu Sở Hàn thì không đáng lo sợ, họ là ánh sáng đom đóm, đâu có đủ so với mặt trời mặt trăng chứ. Người chỉ sấm chớp một cái, lúc đó bọn họ sẽ tan thành mây khói. Đại chiến trước mắt, Hiếu công lại cứ nói lời nịnh hót muốn ta lơ là cảnh giác. Khanh muốn hại nước hại ta hay sao Hiếu công? Thần tuổi đáng muốn chết. Bổn Dương không có ý trách tội ông. Khanh có biết tại sao bổn Dương lại chơi cờ một mình như vậy hay không? Đại Dương quyết định chiến thắng là bậc tài trí, thiên hạ không có đối thủ.
cho nên đành phải tự mình đánh cờ thôi. Bổn vương một mình tự đánh cờ với bản thân, không phải vì trong thiên hạ này không có đối thủ, mà là bởi vì ta muốn có cùng suy nghĩ với đối thủ của ta. Nhi thần tham kiến phụ vương. Còn có thể không quên cốt nhục tình thân của mình, ta thấy rất vui. Mang theo tâm trạng từ bi, thực hiện nhanh gọn lẹ, đây mới là việc làm mà hiền quân minh chủ cần phải làm. Trước khi đại chiến, một tướng quân anh dũng thiện chiến, hiểu cách điều chỉnh thì sẽ biến tình yêu thành thù hận, trở thành sức mạnh. Dạ. Cơ tướng quân. Có thần. Con trai của ta, đứng dậy đi. Bây giờ điều chúng ta cần làm không chỉ trả thù rửa hận, mà còn vì vinh quang của triều Chu ta. Bao sự thật và lời nói dối, lừa lọc và chính nghĩa, trung thành và phản bội, đúc kết nên vương triều chúng ta. Còn phải nhớ kỹ, đây là vinh quang của triều Chu ta, là vinh quang của con. Hôm nay phụ tử chúng ta ở đây bàn bạc đôi sách, chính là muốn nhân lễ nghinh điển lần này loại trừ Ngụy Vương, sang bằng nước Ngụy, diệt trừ hậu hoạn. Sau khi diệt thành, phụ tử chúng ta có thể thống nhất thiên hạ, thống trị giang sơn. Và con không chỉ là người kế vị của triều Chu, mà còn là đại công thần chấn hưng triều Chu của ta nữa. Loại cờ này ngang dọc 19 đường, nó được người xưa dựa trên những trận pháp khi đánh trận. Cao thủ chơi cờ tùy cơ ứng biến, thoạt nhìn thì có vẻ như khá đơn giản, nhưng bên trong biến quá khôn lường. Hôm nay ta gọi Hai Khanh tới là muốn căn dặn đối sách trong đại điển nghênh đỉnh. Nguyên bá, đối với đại điển nghênh đỉnh lần này còn có đối sách gì không? Theo lễ chế triều Chu, chư hầu ý kiến thiên tử, tùy tùng, nghị trượng không được vượt quá 100 người. Phu quân của tỷ tỷ ta lần này chắc chắn đang dòm ngó tới của hồi môn của nước Ngụy chúng ta, nên khi nghênh đỉnh, điều đầu tiên hắn ta chú ý chính là bày ra lễ chế của Chu Đô, để bổn vương chỉ đưa 100 người tới ý kiến thiên tử. Không cần biết lễ chế gì, chỉ cần đại vương ra lệnh, chúng thần đưa binh tây tiến tới Chu Đô, dù hắn muốn cản cũng cản không được. Công tử Ngang, Khanh muốn làm phản sao? Khanh đừng quên, nước Ngụy chúng ta chính là Trung Lương. Khanh muốn ta phải gánh vác tiếng chửi ngàn đời hay sao? Dưới trời đất này đâu cũng là vương thủ, đưa binh lấn tới không phải vương thần. Thiên tử triều Chu ta nhận lệnh của trời để quay dám mưu phản, dù là công khanh nhiều đời hay là chư hầu nhiều đời, thiên tử đều có thể phế bỏ tất cả. Tới lúc đó phụ vương chỉ cần nói một lời thôi,
con sẽ chém Ngụy Dương ngay trước Cửu Đỉnh. Đây là theo lễ chế của triều Chu, người trong thiên hạ không nói được gì. Chỉ cần Ngụy Dương dám tới nghênh đỉnh thì hắn sẽ trở thành bữa ăn trên bàn con. Bổn Dương sẽ hết lòng cung kính, làm theo lễ chế Chu Đô, không đem theo tới 100 người. Đại Dương, tuyệt đối đừng như vậy. Ngàn tướng quân, hãy nghe Đại Dương nói hết. Nghệ thuật đánh cờ, nơi nào được nhìn thấy rõ ràng thì nơi đó càng dễ bị bao vây. Ta thực sự không muốn học tập Sở Dương của Hội Minh, chỉ vì một hư danh bá chủ bây giờ quốc lực tổn thất, bị người trong thiên hạ chê cười. Còn về Cửu Đỉnh, thông minh sẽ thắng kiêu ngạo. Chúng ta phải để lại đường lui, loại trừ hậu hoạn. Phụ Dương, đội quân tinh nhuệ mà người đã bí mật huấn luyện vào hôm đại điển đã có chỗ dụng võ rồi đó. Nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một lúc. Vào ngày đại điển nghênh đỉnh, giết chết Ngụy Dương không được sai sót. Được rồi, con chỉ cần làm thật tốt công việc của mình thôi. Dạ. Mật thám của Chu Đô báo tin nói Chu Dương đã bí mật huấn luyện một đội quân tinh nhuệ ẩn nấp tại trường săn Chu Đô. Vào ngày đại điển, đội quân tinh nhuệ ngăn ta nghênh đỉnh. Chính trong lúc đó, mục tiêu của bọn họ chỉ có một thôi, đó chính là cái đầu này của ta. Ta đã lệnh cho người ngựa nhanh chóng tiến tới Chu Đô, xử lý đội quân tinh nhuệ đó, không chừa lại một người nào. Nguyên Ba, lần này con tới nước Sở đã làm rất tốt. Bây giờ con hãy gửi một mật hàm đi cho thái tử của nước Sở, nói hắn điều động binh mã cố ý tạo thế, nói là đưa quân đi thảo phạt nước Ngụy, trả thù rửa hận cho phụ thân hắn. Làm vậy có thể sẽ kiềm hãm binh lực của nước Ngụy. Tình hình của nước Hàn như thế nào? Hàn, Sở đều nghe theo lệnh của ta. Phụ Dương yên tâm, bây giờ con sẽ đi ngay. Binh pháp hay, binh lực ác mạnh. Binh lực ta mạnh hơn 10 mấy lần. Ta đang muốn xem thử đội quân tại Chu Đô đó làm sao có thể lấy 1 chỗ 10. Bao! 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 Nói! Đại Dương lệnh chúng tần nơi biên giới Sở Ngụy chú ý động tĩnh của quân Sở. Quả nhiên như lời Đại Dương nói, quân đội nước Sở đang thăm dò khắp nơi, điều động rầm rộ. Chỉ có điều sấm chớp vang rền không mưa chứ gì. Dạ phải. Lùi xuống. Rõ. Đại Dương, Chu Sở Hàn kết minh, Chu Dương chắc chắn mật lệnh Sở Dương kiềm hãm binh lực của nước Sở ta, khiến ta không thể toàn tâm toàn ý đi nghênh đỉnh. Chẳng qua là Sở Dương bây giờ, thái tử Sở trước đây là người có tâm địa xấu xa, bẩm sinh hay nghi ngờ. Hắn đồng ý kết minh với Chu Dương đó, chẳng qua là nước Sở hiện đang yếu ớt không còn như xưa, nên hắn nhất định không dám đánh thật. Trước đây cho rằng Dương Thiền là tên sói lang giả tâm, thật không ngờ bây giờ hắn lại có ích tới như vậy. Một mình hắn ẩn mình tại nước Sở đã khiến cho nô lệ nước Sở khắp nơi hỗn loạn, khiến cho Sở Dương bây giờ không ứng phó nổi. Cho dù có đánh thật. Đại Dương, công tử Ngang xin thống lĩnh quân đội tới đóng quân tại biên giới Sở Ngụy.
Công tử Ngang Trung Liệt, đóng quân biên giới Sở Ngụy, lợi dụng địa hình hiểm trở, chỉ được thủ không được công. Chỉ cần giữ được 15 ngày, đại sự ắt thành. Rõ. Hai khanh cũng biết Bổng Dương đã làm rất nhiều việc vì đại điển Nghênh Đỉnh, có biết tại sao không? Bổng Dương làm vậy là bởi vì không đi Chu Đô. Phụ Dương vẫn không chịu tới sao? Chúng ta đánh giá Cơ Mẫn quá thấp rồi. Nếu như ta dự đoán không lầm, binh lực ba nước của họ cộng lại với nhau cũng chỉ 20 vạn. Nhưng mà lần này ta dùng binh lực cả nước quyết giải quyết một lần cho xong việc, một lần đánh bại bọn họ, chấm dứt hậu hoạn. Bây giờ cục diện của thiên hạ này đang nghiêng về phía của ta. Nói cho hắn biết, ta muốn nhường vương vị cho thái tử. Lễ nhường vương vị và đại điển Nghênh Đỉnh hợp lại thành một. Hoàng Nhi là cháu ngoại của hắn, nên lễ kế vị này hắn không thể không tới được. Ai cũng biết rõ Hoàng Nhi tuổi vẫn còn nhỏ, sau khi kế vị, người sẽ ngồi sau rèm nhiếp chính, không thể nào là vương hậu được, không ai khác ngoài hắn. Ở phía sau bức màn châu đó, hắn có thể thật sự trở thành một vị vương. Lễ nhường vương vị và đại điển Nghênh Đỉnh hợp lại là một, cho thấy được quả nhân đã lấy toàn bộ binh lực, toàn bộ quyền lực hai tay dâng lên, một sự hấp dẫn lớn về lợi ích. Hắn không thể nào không tới. Phụ Dương, phụ thân, người làm như vậy chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đưa Cơ Mẫn vào trong kế hoạch của ta. Chỉ cần hắn chịu tới, chúng ta nhất định sẽ thành công. Chỉ cần hắn tới, chúng ta sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào nữa. Rõ. Bây giờ ta cần phải diễn một vở tuồng với vương hậu, như vậy thì tỷ đệ của nước Ngụy bọn họ sẽ không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa. Người già rồi, thích nghe những lời nói thuận tai. Sau này miệng của con phải nói ngọt một chút, ngọt ngào giống như nhãn vậy đó, biết chưa? Dương hậu, đại sự không hay rồi. Có chuyện gì? Nói. Hôm nay Dương thượng ở trên triều đường thảo luận về chuyện Ngụy Dương Nghênh Đỉnh trở về tẩm cung, tâm trạng vô cùng u sầu. Lúc nãy ói ra máu tươi, sau đó đã hôn mê. Ngươi nói cái gì? Mau đi xem đi. Phụ Dương. Dương thượng.
Quả nhân trong lòng có linh cảm không hay? Nhưng thượng, xin người đừng hù dọa thượng thiếp mà. Tuy chúng ta không gắn bó thấm thiết, nhưng đã mấy chục năm chung sống bên nhau, người tuyệt đối không thể giữ đường bỏ lại thượng thiếp được. Trong lòng quả nhân không còn lo lắng, chỉ là cảm thấy mấy năm qua đã phụ lòng nàng. Dương thượng, chỉ cần người tình dưỡng cho tốt, hiện sức khỏe của người còn yếu, thôi đừng nói nữa. Điền Thanh, có lão nô. Lấy chiêu thư tới. Dạ. Bây giờ xem ra số mạng quả nhân đã tận, ta đã chuẩn bị từ lâu. Truyền Dương Vĩ lại cho thái tử. Dương thượng, thần thiếp không cho người làm như vậy đâu. Điền Thanh, đọc. Quả nhân từ khi lên ngôi cho tới nay chăm lo việc nước, bất kể ngày đêm cúc cung tận tụy. Hiện nay mang bệnh trầm kha, tuy còn nhiều điều muốn làm nhưng mà lực bất tòng tâm. Đô thành không thể một ngày không chủ, ngai vàng không thể một ngày bỏ phế. Quả nhân không muốn đất nước không ai lo. Tại đây bổn vương quyết định nhường ngôi, do thái tử lên ngôi kế vị. Mong là cố gắng phấn đấu, trung trinh cần mẫn là phúc của nước. Dần vào ngài thái tử đăng cơ cũng là ngài tiến hành đại điển nghinh đỉnh của Sở Vương. Nàng thấy như vậy thỏa đáng không? Mọi việc nghe theo ý chỉ của Dương thượng. Được rồi, mọi người lui ra đi, quả nhân mệt rồi. Dạ. Nhi thần cáo lui. Các ngươi chăm sóc tốt cho phụ vương đó. Dạ. Điền Thanh, có lão nô. Sức khỏe của Dương thượng rất yếu, ngươi phải cố gắng chăm sóc. Dạ. Từ đây về sau, ngươi phải hiếu trung với tân quân như đã từng hiếu trung với Dương thượng. Lão nô hiểu rõ nặng nhẹ. Được rồi, ngươi lui ra đi. Dạ. Mẫu hậu, mẫu hậu người có sao không? Trong lòng của Hoàng Hậu Văn đột nhiên lại gợn lên một sự sợ hãi vô hình. Bà nhớ lại chuyện nhiều năm về trước, phụ vương lão Ngụy Dương đã từng nói với bà ấy một điều là cuộc đời này chuyện không được như ý rất nhiều, bởi vì sống đó là một chuyện rất khó khăn. Văn Nhi, nếu như một ngày nào đó con cảm thấy mọi việc bỗng nhiên thuận lợi một cách bất ngờ, đó là do khó khăn sắp tới rồi. Ta không sao đâu. Đi. Tình hình thay đổi liên tục, nhiều biến động không ngừng xảy ra, nhưng lại có một người nơi rừng sâu hoang dã cứ cô độc bước đi. Dương Thiền sắp trở về nước Ngụy, ông muốn tìm được Hằng Nga. Trong rừng hoang vu khiến ông càng nhìn thấy rõ hơn tận sâu bên trong trái tim mình. Ông có thể bình tĩnh phán xét mọi việc
bối cảnh phân tranh trong thiên hạ. Đúng, được rồi. Ở bên trái, cao thêm một chút, rồi. Hôm nay làm phiền mọi người, hôm khác sẽ có trọng thưởng. Tạ thái tử. Gần đây mẫu hậu phiền não, hôm nay ta sẽ giúp mẫu hậu vui vẻ. Ê, đây là u hộp hương của nước Hàn hả? Bẩm thái tử, đúng vậy. Được, lát nữa để sau một chút, để hương thơm thoang thoảng bay tới, mẫu hậu chắc chắn rất thích. Dạ. Đúng rồi, trái cây bày thêm hai dĩa, trái cây. Nè, được lắm. Tốt lắm. Cung nghênh Dương Thái Hậu. Nhi thần bái kiến mẫu hậu. Chúng thần thiếp chúc mừng cho tân nương, cũng cầu phúc cho Dương Thái Hậu. Ai là Dương Thái Hậu? Thái tử hiện đã kế vị, Dương Hậu không phải trở thành Dương Thái Hậu sao? Khốn kiếp. Ta già rồi sao? Dạ không. Ta là quá phụ rồi sao? Tiện thiếp đáng chết. Mẫu hậu, chuyện này không liên quan tới họ, đó đều là ý của Hoành Nhi. Các ngươi lui ra hết đi, thái tử ở lại. Dạ. Phụ thân của ta đã từng nói với ta là đời người có rất nhiều chuyện không như ý, bởi vì sống là một việc vô cùng khó khăn. Nếu một ngày nào đó con cảm thấy tất cả đều thuận lợi một cách bất ngờ, Đó là khó khăn sắp ập tới. Mẫu hậu, không phải phụ vương đã quyết định nhường ngôi rồi sao? Nếu như bệnh của phụ thân con là giả thì sao? Sao có thể như vậy được? Nếu như, ta nói là nếu như. Nhi thần không dám nghĩ. Mẫu hậu, vì những điều nhi thần đã làm. Mẫu hậu hãy cứu Quỳnh Nhi. Mẫu hậu. Quỳnh Nhi, bây giờ tình hình không rõ ràng, chúng ta đành phải tùy cơ ứng biến. Bắt đầu từ nay, con phải mở to mắt lên, nhìn rõ mọi việc, thể hiện bên ngoài đôn hậu khiêm nhường, là một người con thật sự hiếu thảo. Con có nhớ không? Quỳnh Nhi nhớ rõ. Yeah.
Trong lòng Dương Hầu cảm thấy không yên. Bà đã cảm nhận được trong hoàng cung thâm sâu này dường như đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn. Với thân phận là Dương Hầu, bà lo lắng quyền lực sẽ đổi chủ. Với thân phận của một người mẹ, bà ấy lại lo lắng cho mạng của con trai mình. Dương thượng mời người tới tẩm cung. Dương thượng. Là nàng à? Đêm khuya lạnh lẽo, uống chút canh nóng đi. Không uống. Hôm nay không biết tại sao lưng đau không chịu nổi. Có phải là đêm khuya nhiễm phải gió lạnh? Nếu không thì chẳng lẽ vì chuyện nghênh đỉnh của đệ đệ thiếp nên người quá lao lực? Ngụy Dương tới chủ đô nghênh đỉnh đó là chuyện lớn, chẳng lẽ quả nhân không cần chuẩn bị gì sao? Thiếp làm người đau sao? Là bởi gì? Đã lâu rồi nàng không dịu dàng với ta như vậy. Đợi sau khi Hoành Nhi đăng cơ sẽ nhờ con tìm cho hai chúng ta một nơi non xanh nước biếc, xây dựng một hành cung ở đó. Tới lúc đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, không còn lo lắng gì chuyện quốc gia nữa. Bệnh của người cũng sẽ nhanh khỏe thôi. Đây là nguyện vọng của nàng. Thiếp cứ tưởng cũng là nguyện vọng của Dương thượng. Chẳng lẽ thần thiếp nghĩ sai rồi sao? An Hoành vẫn còn nhỏ nên chuyện chính sự vẫn cần có người dẫn dắt chỉ bảo nó. Dương Hậu cảm thấy nếu như bốn Dương lo đi hưởng lạc thì nhiệm vụ này phải do người nào đứng ra gánh. Dương thượng chắc là trong lòng đã chọn được người. Thần thiếp còn điều gì phải lo nữa chứ? Người mà ta lựa chọn là nàng. Dương thượng, nàng có một phụ thân tốt, ông dạy cho nàng làm sao nhẫn nhịn, làm sao quyết sách, còn nữa làm sao không chê. Thần thiếp không hiểu rõ. Dạo đúng ngày ta lên dương vị đó cũng là ngày đại hôn của ta với nàng. Bắt đầu từ hôm đó ta đã mất đi cái quyền được khống chế rồi. Đối với đất nước này, với thiên hạ và cả bản thân, ta cũng không thể khống chế. Khi phụ thân nàng còn sống, ông ấy có quyền lực này. Sau khi phụ thân nàng mất thì nàng tiếp nhận quyền lực này. Ta thừa nhận thật sự là ta từng có ý đồ giành lại quyền lực này. Còn bây giờ tuổi đã cao rồi, sức khỏe thì càng ngày càng yếu ớt hơn trước, cho nên ham muốn này nó cũng từ từ nhạt phai theo thời gian, nó càng ngày càng xa ta rồi. Ta qua mệt mỏi, muốn từ bỏ nó. Dương thượng, người đang phiền lòng sao? Nàng nghĩ xem, ta ngày nào đó vẫn còn làm quân vương vô dụng, còn nhờ vào nàng. Câu trả lời của ta là đúng. Người thật sự là ghét thiếp như vậy sao? Dù gì thiếp cũng là thê tử của người mà. Không đúng, là Dương Hậu, không phải thê tử. Nàng cảm thấy cuộc sống được duy trì bằng tội ác và thù hận có thể tồn tại bao lâu? Hai mươi bốn năm.
Đúng là đã quá lâu rồi. Đúng là quá lâu rồi. Đúng là đã quá lâu. Thiếp thật sự muốn biết cô ta. Ai? Cô ta là con nô tỳ đê tiện đó. Cuối cùng có dung mạo như thế nào chứ? Qua wow, nhiều nguyệt thẹn, chim sa cá lặn hay hấp dẫn tới cỡ nào? Trước đây nàng chưa từng hỏi chuyện này. Chúng ta sống với nhau 20 mấy năm rồi, chưa lần nào nàng hỏi. Trước đây người đã từng gọi tên cô ta trong giấc mơ đó. Ta gọi tên cô ấy trong giấc mơ à? Đâu chỉ trong giấc mơ. Thậm chí khi người giả vờ vui vẻ với thiếp, người cũng đều gọi tên của cô ấy. Những điều này làm cho thiếp cảm thấy thiếp chỉ là thế thân mà thôi. Không chỉ một lần thiếp đã suy nghĩ, thậm chí ngốc tới mức cho rằng chỉ cần thiếp không nhắc cô ta thì thiếp sẽ từ từ quên cô ta đi. Nếu như thật sự quên đi thì tốt rồi. Sau đó thiếp mới từ từ hiểu ra đó là chuyện không bao giờ xảy ra cả. Cuối cùng sự thật cũng chứng minh oán hận của thiếp không có ý nghĩa gì. Vậy tại sao nàng nhắc tới cô ấy? 20 mấy năm rồi. Cho dù thiếp không còn nhắc tới cô ta nữa thì âm hồn của cô ta vẫn cứ luôn bám theo thiếp. Nàng thật sự muốn biết. Sự thật có thể khiến cho lòng nàng đầy oán hận. Thật ra ta cũng không còn nhớ rõ khuôn mặt của cô ấy.